Xin chào các bạn, trước mặt tôi đây là chiếc Xiaomi Amazfit. Thì như lần trước là tôi có mua một chiếc Xiaomi Mi Band 3. Tôi cảm thấy rất là ưng ý, rất ấn tượng, đặc biệt là về cái thời lượng pin của nó. Cho nên là hôm nay tôi đổi sang một cái phiên bản to hơn, đấy là cái chiếc Amazfit Bip. Chiếc này thì nó là phiên bản bán ở Việt Nam. Đây là hàng của DigiWorld, nhập khẩu chính thức. Nếu mà anh em thích thì có thể lên cái trang banggood.com nhập thẳng về cũng được. Và bây giờ tôi sẽ bóc ra nha. Chặt quá, hơi khó bóc đây. Này, hơi khó tụt ra vì nó hút hơi. Oh wow. Trông rất là khôn, nhìn đẹp. Cảm tưởng nó giống Apple Watch. Bản thân thì tôi không dùng Apple nữa, tại vì tôi cần hai sim, hai sóng. Không muốn đầu tư vào những cái con đắt tiền mới ra, cho nên là bây giờ đang dùng Xiaomi. Thực ra quăng quật nó cũng đỡ tiếc vì nó quá rẻ. Đây là cái mắt đọc này để tính nhịp tim này. Chất lượng hoàn thiện, cảm giác cầm lên nó rất là khôn. Thường thường thấy, nói chung là Xiaomi bây giờ nó cũng không còn là một cái thương hiệu lẩm khẩm đi nhái nữa rồi. Có những cái cải tiến riêng. Đây là hộp phụ kiện nha. Xem nào. Phụ kiện thì có cái gì đây? Đây chỉ có cái đốc sạc thôi. Trong này thì có user guide, sách hướng dẫn sử dụng. Có lẽ là không còn gì nữa rồi. Cái này thì hình như là lúc mình sạc mình lại phải có phải cởi ra không nhỉ? À đây. Đây, lúc mình sạc thì mình chỉ việc đặt thế này. Mà sẽ tiếp xúc vào đây, cái điểm sạc đây. Nó không như là cái chiếc Mi Band. Mi Band thì các bạn sẽ phải tháo ra khỏi quai thì mới sạc được. Còn cái Bip này thì là cứ cắm lên dock là xong. Khá là đơn giản. Đấy. Và hôm trước thì tôi dùng cái Mi Band tôi đi biển. Tôi tắm biển cũng không có vấn đề gì, ngấm nước muối. Khá là ấn tượng. Và bây giờ tôi sẽ sau màn box này thì tôi sẽ review sớm thôi. Nhớ đăng ký kênh và subscribe. Nhớ đăng ký kênh và ủng hộ cho tôi nha. Để đón chờ những video mới. Xin cảm ơn. Rồi, hẹn gặp lại.